Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới tốt lành. Mặt trời đang ló lên rồi. Đấy, ông mặt trời ông lên rồi. Ông lên để ông xua tan những cái màn sương ở trong cái cánh rừng này. Đấy, chim kêu nhưng mà không có vượn hú. Trời vừa hửng sáng rạng đông, ba cô sơn nữ lên nương hái chè. Ở đây thì không có chè. Đây, cái cây này là cây cây tràm, rừng tràm. Ba cô đang bước thong dong. Cái cô đi giữa bị ong đốt vào. Hai cô vội vạch xem nào. Ong thì bay mất, vết thì còn đây. Vạch cho xem thì cái vết con ong nó đốt thì còn. Thế còn này, con ong thì nó bay rồi. Sáng ra marathon ở những cái khu vực bìa rừng như thế này, không khí nó trong lành lắm. Không khí trong lành. Chứ còn mà đi những cái chỗ khác thì nó lại còn phải tránh người. Chứ ở đây thì không phải tránh ai cả. Không khí thì trong lành, thế mà đi thì không phải tránh ai cả. Ông mặt trời ông lên, ông mặt trời ông lên đấy. Vào bên sâu bên trong thì mới là rừng cao su. Nhưng còn cái rừng này là rừng tràm. Gọi là ngoài bìa rừng. Đấy, chim kêu. Người ta bảo là chim kêu vượn hú. Đấy, nhiều chim lắm, đấy. Chào màu chích chòe, có cả chả quẹt đấy. Chim di, chim sâu. Ở đây dân người ta nuôi yến nhiều nên là có chim yến nữa. Đường này là đường N-E7.